xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì anh sẽ dẫn mọi người đi tham quan một cái căn 3 phòng ngủ ha, thì ở dự án The River tầng trung. Đây là căn hộ 3 phòng ngủ. Ở dự án này thì mình cái căn này thì bàn giao cơ hoàn thiện cơ bản, nó sẽ có là rèm, bếp full đầy đủ. Và cái điều đặc biệt đó là sẽ có cái thang máy riêng để đi vào căn hộ. Mình sẽ không cần phải đi thang chung nha các bạn. Một cái điều rất là đặc biệt ở cái dự án này ha, là chỉ dành cho cái căn 3 phòng ngủ như vậy thôi. Đây là bếp thì mình sẽ có tủ bếp trên, tủ bếp dưới và có máy hút mùi, bếp từ và có cả lò nướng nữa bạn. Ở trong phòng ngủ thì sẽ có tủ âm tường có sẵn nha, có sẵn trang bị sẵn luôn cho mình luôn một cái tủ âm tường. Cái tông màu rất là đẹp luôn. Đây là một phòng ngủ thứ hai, cũng có tủ âm tường sẵn luôn ạ. View này là nhìn xuống dưới hồ bơi nha bạn. Nhà vệ sinh. Đây là một phòng ngủ master. View hồ bơi cực kỳ đẹp luôn. Đối với cái căn này thì chủ nhà sẽ cho thuê nhà trống như vậy, là sẽ có những cái đồ nội thất cơ bản. Anh chị thuê thì anh chị sẽ chuẩn bị sẵn một số cái nội thất mà theo ý mình hơn. Phòng này là phòng master, sẽ có cái toilet. Hệ tủ này thì mình thấy làm rất là cẩn thận nha. Có những cái đồ mà cái ngăn nhỏ nhỏ như vậy này, để các bạn để những cái đồ như gọi là cà vạt hay là dớ. Hệ tủ này rất là rộng luôn đó các bạn. Ở bên này cũng có luôn, cũng có mấy cái ngăn nhỏ để mình đựng đồ nè. Làm rất là tinh ý luôn á, tinh tế luôn á. Mở ra là có đèn liền nha. Đóng vô là đèn tắt. Thì như các bạn biết là cái vị trí của The River Thủ Thiêm thì nó nằm ngay ở trục đường đại lộ Vòng Cung, ngay đầu đường luôn. Thì mình sẽ dễ dàng kết nối, thuận tiện đi sang khu vực quận nhất thông qua cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Thủ Thiêm 2. Hoặc là sẽ kết nối xung quanh các cái dự án gần ở khu vực Thủ Thiêm hoặc là quận 2, hay đi về hướng quận 9 cao tốc thì rất là thuận tiện. Và hiện tại thì bên team của anh có rất nhiều cái căn hộ ở khu vực Thủ Thiêm này để cho thuê và ký gửi mua bán. Nếu mà các bạn có cái nhu cầu thuê, mua bán hoặc là ký gửi thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với tụi mình thông qua comment hoặc là số điện thoại hotline. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái kênh của clip của mình và hãy follow subscribe kênh của tụi mình nhé để theo dõi những clip tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.